hoa giấy Thái nhập nguyên kiện từ Thái về các bạn nhé. Cây này dưỡng ở nhà mình khoảng độ 6 tháng rồi nên là cây rất là khỏe và đang rất là nhiều hoa. Đây là chậu 1 mét các bạn nhé. Đấy, nhìn đẹp mê ly luôn. Chắc khoảng độ tầm 15 20 ngày nữa thì là kín hoa của hai cây này luôn. Nhìn thấy thích quá nên là quay để cho các bạn ngắm mà. Bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Sắp tới mình sẽ làm một cái bài phân tích về hoa giấy Thái. Thì các bạn cứ đăng ký kênh, có bài thì các bạn sẽ được xem đầu tiên. Đấy, đằng sau là ba cây vừa mới cẩu đi.